thiếu nhi Việt Nam đứng lên trong giai đoạn mới, theo tiếng giáo hội và tiếng quê hương kêu mời. Từ trang bị vững mạnh bằng tinh thần mới, núi che Việt Nam hăng hái xây dựng ngày mai. Cùng đi hơi cam thiếu nhi, cùng đi với Chúa Kitô, nguồn sống thế tràn hòa là lý tưởng của người thiếu nhi hôm nay. Thiếu nhi Việt Nam quyết tâm trong giai đoạn mới, thanh hóa môi trường ven những khả năng quy thường, bằng nguyên cầu hy sinh và một cầu khi mời, đứa trẻ Việt Nam đem chưa cho giới trẻ Việt Nam. Giáo hội và tiếng quê hương kêu mời, từ trang bị vững mạnh bằng tinh thần mới, núi che Việt Nam hăng hái xây dựng ngày mai. Cùng đi hơi cam thiếu nhi, cùng đi với Chúa Kitô, nguồn sống thánh thế tràn hòa là lý tưởng. Người trẻ Việt Nam đem chưa cho giới trẻ Việt Nam. Yeah.